mùa Tết chuẩn bị tới rồi, mua máy rửa xe về, rửa nhà, rửa chữa, túi năm trả mộ đồ chứ, đúng không? Đó. Nên là hôm nay ông Duyên giới thiệu cho anh chị máy rửa xe không à. Rửa xe pin, rửa xe điện, mấy cái mẫu mới của Detong mới về, ok giới thiệu luôn. Nhưng mà trước khi đó anh chị mình phải biết ở cái máy rửa xe giá rẻ 790 nó khác với rửa xe 1 triệu rửa như thế nào. CB 775 CB tức là motor than nó chạy vậy nè, anh chị mình coi sức mạnh nha. Mình phải so về sức mạnh mới được. Đây, chạy vậy nè. Đó, thấy không? Chạy nè. Đó. Thấy chưa? Biết thẳng giống nhau nha. Rồi bây giờ ok tới con này chạy từ 4 số. Đó, con này thì nó chạy là giá nó 1,5 triệu. Đây nó chạy nè. Đó. Có mạnh nè, thấy không? Nè. Đó, khác biệt không? Khác biệt không? Đó, bởi vậy tại sao nhiều anh chị đi kiếm con máy rửa xe 1405 rồ mắt. Rồ mắt lúc nào nó cũng hơn bờ rồ hoặc CB đúng không? Rồ mắt là cao nhất của iPhone mà. Đó. Nè, các bạn thấy không? Đó. Gông riêu đồ nè, nè. Đó, gông riêu, thấy không? Ngon lành hết luôn đúng không? Rồi ok, ái da hú hồn. Rồi ái da hú hồn nữa. À, mình chỉnh 15 độ thôi, chỉnh lên 25 độ đi cho nó phun nhiều xíu. Này cũng chỉnh 25 độ coi nó khác biệt không nè. Đây nha. Đây này nó vậy nè. Nghe nó không đã lắm đúng không? Rồi nghe này nè. Đó. Giống như turbo vậy trời. Khởi động mềm anh chị. Nghe không? Đó, turbo rồi. Dứt một cái bắn xa thử cho hai thằng nó bắn xa coi. Nó có nhiều lắm, nhiều bét lắm anh chị, tưới cây đồ kiểu tưới kiển đồ nè. Bắn xa thử nha. Ok, cho bắn xa nè. Bắn xa thấy biển số. Đây. Đây, tới đó. Ok nha, đó. Còn này. Giúp. Đó. Nhưng mà hôm nãy lượng nước nó nhiều nè. Khác biệt vậy. Thấy không? Khác biệt đúng không? Trời ơi, mùa này rồi, mùa Tết tới nơi rồi. Sáng đi ra ngõ đập bãi cước chó là không vui rồi, nên là anh chị mua cái này về xịt trước cửa. Thấy con chó nào ra qua nhà mình hoài núp núp bắn nó. Đúng không? Cho nó bỏ cái tật đi ỉa bậy. Đó thì anh chị mình thấy nè, hai cái mẫu này cân nặng luôn nha. Nếu có pin để vậy sơ sơ thôi nha, cân nặng thôi, sơ sơ có cục pin để đứng luôn, hơn hai ký anh chị. Đó ok, có pin mình để thẳng về luôn đi. Rồi cái này không nè. Đó, một ký mấy, một ký ký tư đi. Rồi ok, nãy kia hơn 2 ký đúng không, nãy nhiêu đó, thực tế vậy cho anh chị mình coi luôn. Nhiều, 2 ký 6 đi, đúng không? Xem nhau, đó, ok, này, nãy kia 1 ký nhiều, 1 ký 4, này ký 8, ký 8, ký 9 gì đó, đại khái nó vậy. Đó, anh chị mình coi như vậy cho nó thực tế luôn ha. Rồi, ok, mấy cái mẫu này thì nó như vậy, chân pin M21 thông dụng. Rồi, để thử cái chức năng là bắn bọt tuyết luôn nha anh chị. Đây, đèn này vô nè, thấy không? Đó, rút này ra, nhét này vô bình bọt tuyết. Đây nó có điều chỉnh đây luôn, bắn thử nha. Ồ nó phun ngon ấy nha, anh chị thấy phun một tí không, cũng bá cháy bù nhét đi. Thấy chưa, vậy là ok rồi nha. Bọt tuyết rửa vậy là sạch sẽ, bọt tuyết không chạm đồ vô, thấy không? Ngon lành. Ok đó, như vậy anh chị mình mới thấy thực tế được ha. Đó ok, nguyên cái này vậy thì máy nó bán nè, 1405 gồ mắt mới về nè anh chị, nó sẽ có hai màu, màu xám và màu xanh. Đó, màu xám và màu xanh vậy nè. Đó, cái máy không thì nó không nặng lắm đâu, để thử rồi. Máy không thì nó nhiều, mới có 1,5 ký rồi anh chị ơi. Máy không ấy chưa có ống đâu ha. Đó là anh chị mình nắm được cái cỡ của nó. Thì anh chị mình muốn xài khỏi cần cần nói dài, ok, nhét này vô luôn. Đây, nhét này vô luôn. Thấy không? Là ok anh chị mình nhớ nha. Đè rồi xoáy nó một cái cho nó vô hệ, là anh chị phải đè vô, phải xoáy nó một cái, không? Đó. Giá bán 1,5 triệu cho thân máy màu xám màu xanh gì cũng vậy hết. Dây của nó là dây hút loại lớn, cải tiến nha anh chị. Dây hút loại lớn anh chị mình thấy nè, cái này nè anh chị mình để vô cái là nó, chỗ này nó nhanh anh chị, chỗ này là đầu hút nha. Đó, để vô của đây đó, ok, gon đổ rất là cứng nè, hai lớp gon luôn, kỹ càng ghê không. Đó, dây lớn, giá 1,5 triệu, muốn màu nào cũng được. Đi theo máy nó có đầu này, có cần nối dài, có hai cần luôn nha anh chị, có cần nối dài ngắn, cần nối dài. Rồi nó sẽ có một cái bét xoáy cho anh chị nữa, bét xoáy ha. Đó, rồi nó có một cái túi đại khái là full hộp của nó mà. Đó, rồi nếu anh chị mình mua có bét 6 chia đồ đầy đủ ha, giá 1,5 triệu bảo hành 6 tháng. Còn anh chị mình mua cái bản mà giống như là chạy than đi, 1405 ấy, quên, còn kia là 1405 rồ mắt, còn này là
SGX775CB. Thì này nó anh chị thấy là 43 nè ha. Rồi nước tiêu thụ là 5 lít nè ha. Thì nó cũng y chang, có đầy đủ đồ bét sấy, bét xòe đồ kiểu, rồi bét gập. Bét gập để anh chị mình giống như mình rửa ở dưới, đại khái là anh chị mình rửa dưới gầm hả, biết không? Đây nè, đại khái là anh chị mình rửa dưới gầm nó vậy nè. Đây nha, rửa dưới gầm. Bên đâu vậy? Bên đâu nấy? Đây, anh chị mình rửa dưới gầm thì sao? Đây, ví dụ như vậy đây. Đây, anh chị bẻ lên vậy nè, bẻ lên, thấy không? Rửa xịt dưới gầm đâu á, thấy không? Đó, cũng mạnh mẽ ngon lành. Thì anh chị muốn bẻ lên cao lên xịt ở dưới nè, thấy không? Đó, các kiểu vậy. Cái nào nó cũng có bét xịt gầm hết á, là anh chị mình dễ. Nè, trên cái bét này á, là anh chị mình chỉnh được nha. Anh chị mình chỉnh xòe nè, chỉnh gom, chỉnh xòe ở đây nè, ví dụ nè. Chỉnh đây, thấy không? Đây, chỉnh qua đây, xòe. Nè, thấy không? Đó, chỉnh gom, chỉnh xòe được anh chị, ngon lành vậy đó. Đại khái muốn ngắn, muốn dài, chỉnh gom, chỉnh xòe, xịt gầm đồ nó có hết. Máy nào nó cũng sẽ có bét xịt gầm kiểu như vậy cho anh chị, bét 6 chia cho anh chị, cần nối dài cho anh chị, đại khái là đủ hết ấy. Dây hút này là dây hút dạng lớn, dây hút của nó là thuộc dạng dây hút lớn anh chị, dây 5m nha, dây hút 5m. Giá có 790 à. Mua này xài cũng bá chế bù té à. Ha, bá chế bù té, nó cũng có phiên bản hai màu nha. Đó, nó vậy. Thì mấy này hồng nhiên đã từng review rồi, nhưng mà lần này nó về phiên bản mới, thấy cái màu nó sậm mà đẹp quá bộ. Nhìn nó màu nó chắc chắn anh chị. Đó, ok. Đây ha. Đó. Thông số thì anh chị mình nắm rồi ha. 43 nước tiêu thụ 5 lít, điều chỉnh bét các là mã trên này, đủ loại 6 chia ha, và bét xịt gầm đồ kiểu rồi. Còn cái mẫu mà 1405 rồ mắt á, nó cũng có hai màu. Thì anh chị mình thấy trên này nó nói nè, tương đương 450 quá đi, thì thằng này chỉ tương đương khoảng 260 quá thôi. Thì ở đây anh chị thấy là số 1 của nó là 153, số 2 là 33, số 3 là 45 và số 5 là 553 nè ha. Nó có từng số luôn. Nước tiêu thụ nó cũng maximum là 5 lít. Đó. Nhưng mà thằng này nó điều chỉnh số ở trên này anh chị, điều chỉnh tới 5 số ở trên này, 4 số. Điều chỉnh 4 số trên này nè. Đây. Đây nè, điều chỉnh anh em mình thấy đây nè. Đầu tiên chạy vô thấy số 3, nhấn cái nhảy số 4. Ha, nhấn trừ về số 1, số 2, số 3, số 4. Trời, mùa Tết anh chị mình có này về dọn nhà đồ ngon lắm, rửa gông ghiêu, đi tảo mộ, vệ sinh nhà cửa đồ kiểu anh chị. Có cái này nó tiện lợi, tại pin thông dụng thì mình chỉ cần mua này thôi, cứ 1,5 triệu một cái. Đó. Về máy rửa xe chạy pin thì hiện tại là Detong nó đang đi hai mẫu như vậy ha, hai mẫu. Mà nói chung máy rửa xe hiện tại là chắc Detong chắc là nắm trùm về máy rửa xe pin rồi, chứ có ông nào bằng Detong đâu. Đó anh chị mình thấy không, cái giá dụ muốn rẻ xíu 790, ok, muốn ngon xíu 1,5 triệu. Còn nói về máy mài đúng không? Máy mài anh chị mình thấy AG100 rồi mắt. Cũng đang dẫn đầu về công nghệ, đang nắm trùm về công nghệ anh chị ha, nắm trùm về công nghệ luôn. Tức là anti kiếp bắp gần cái nhá. Rồi số, thí dụ như anh chị chỉnh từ dưới lên nó chạy từ từ tiết kiệm pin, nhưng mà vô tải tự động nó tăng tốc để nó tiết kiệm pin đấy. Đó, ok, tăng maximum luôn. Rồi số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, 5 nè, cuối cùng nè. Đó, ok. Đó anh chị mình thấy có nhiều tính năng không? Anti kiếp bắp có thể nhắc mở được, tắt nè. Ok, anh chị mình không thích chức năng đó đúng không? Tắt hoài phải không? Nhấn giữ chớp đèn hai lần cái, ok, hết liền. Máy có chức năng là gơi là ok, tự động nó ngưng luôn ha, tự động nó tắt luôn. Đó, rồi tiết kiệm tay nắm, làm đây, làm đây, làm đây, mẫu cải tiến đúng không? Phím bấm bằng cao su đúng không? Ở dưới chân nó có chân nhựa ở đây để giống như là nó chịu cục pin lại, nó điểm lại, đừng cho bị rung á anh chị. Những đời đầu không có đâu, đời này bây giờ bắt đầu mới có nè. Rất rẻ motor. Đó. Con máy này nó chạy hơn 1000W, anh chị thấy hồng viên test rồi đúng không? Hơn 1000W. Mà về ăn dòng á, maximum của nó ăn dòng khoảng 11A đó. 11A là chạy cái chức năng là không có tải á anh chị. Còn cái chức năng nhỏ nó có không chấm mấy à. Nó tiết kiệm pin vậy đó. Nó là số nào cũng có hết. Thì anh chị thấy cái mẫu này 10.000 dòng, tốc độ 10.000 dòng thì giá nó 1,290 triệu ha. Thích mẫu này chơi mẫu này, bảo hành tới người ta là 6 tháng hết à. Rồi, ở đây anh chị mình sẽ thấy nè, máy nè 120 new, 13120 bờ lết, lâu lắm rồi nhưng mới giới thiệu lại mẫu này. Có tạo xung, có eco, có turbo nè, tạo xung sạch sạch sạch, nhấn đây anh chị thấy không? Đây, không có tạo xung nè, thấy không? Nhấn đây có tay, có tạo xung nè. Đó, ok, nhấn một cái nữa đó, thấy không? Rồi bên này anh chị mình tắt chức năng anti nè. Đó, mở chức năng anti nè. Đó, rồi nhấn turbo nè, nhấn eco nè. Đó, thấy không? Có hết các tính năng, tốc chậm, hộp số nhông đều có đầy đủ. 1,820,000. Cái mẫu này nó là hộp giấy nha anh chị, mẫu này nó là hộp giấy, không? Rồi một con chiên dít mới của nó đó, là cái này, con này là chiên dít mới của nó, 1,250,000 nè.
đó, đầy đủ các tính năng. Anh chị nào không hiểu cứ giờ lật cái bảng này lên coi, nhưng mà nó dễ hiểu lắm, đơn giản anh chị không thích xài thôi, mình chỉ chơi bên này 1, 2, 3, 4 đi đó, phím bấm đồ nó làm rồi anh chị mình thấy đẹp ghê không đó, phím bấm phải nói là nó làm rất là đẹp luôn đó. Mẫu mới của nó 250 niêu, nhưng mà trong chuyên dích con này 250 niêu thật sự nó rất là mạnh nha anh chị. Nó có hai màu, màu xanh màu xám, để tông luôn luôn ra hai màu, màu xanh màu xám anh chị. CV 250 hệ gen 3 pro anh chị ha, 250 pro, gen 3 pro. Rồi đó, mình nói về đơn giản mấy máy pin, còn muốn rẻ rẻ xíu nói về máy mài pin nè. Mài pin thì sao, mua máy này đây AG 9600 pro thì có chức năng ngắt luôn đó anh chị, mình giặt cái là nó ngắt, giặt cái là nó ngắt liền đó, ok ha. Thì với cái mẫu này đây anh chị mình để coi cái mẫu này Hồng Nhiên chỉnh thử nè ha, nó sẽ có chức năng tắt luôn ha, tắt luôn anh chị, số 1, số 2, số 3, số 4 có hết, 1, 2, 3 có chức năng ngắt anti luôn, được luôn. Giá của nó là 1.090.000 anh chị, 1.090.000. Còn nếu anh chị muốn mua rẻ rẻ hơn, ok, mình mua mấy mẫu phiên bản như vậy nè, 990 nhưng mà có tặng cục sạc, đúng không, 990.000 anh chị mình được tặng cục sạc F40 đó, công tắc bớ anh chị cũng ngon lắm, đúng không, 990 nhưng mà này nó không có cái phiên bản là anti kickback nha đó, hoặc là 9600 cũng 990 nhưng mà nó tặng cục sạc cho anh chị. Anh chị thích được quà tặng thì mua 9600 hoặc là AG 100BT là bóp tay, hoặc là 100BT á thì nó chỉ là nhỏ xíu về công tắc trượt hoặc là nút nhấn anh chị ha. Giá nó có CB nè, có 890 thôi, 890.000. Rồi nếu nói về máy rửa xe, mấy này là anh chị quen rồi, giới thiệu lại vẫn là giới thiệu 4 máy rửa xe mẫu mới về, thấy không, những đây là những mẫu mới ấy. Còn anh chị mình mua máy rửa xe chạy điện nè, đó, mua rửa xe chạy điện thì anh chị CWR 2002 có chỉnh áp đó, này mẫu này nó vừa xài cho anh chị, máy chỉ nặng khoảng tầm 7 kg thôi đó, máy nặng 7 kg thì anh chị mua cái mẫu cỡ như vậy nó cũng phù hợp cho anh chị xài trong nhà gia đình á. Nhưng mà mấy đời này cải tiến có chống giật ha, mẫu này cải tiến có chống giật, dây xịt 10m, áp lực của nó là 153 có điều chỉnh được. Rồi công suất nó là 2200W, nước tiêu thụ nó chỉ là 8 lít thôi anh chị ha. Đó, nước tiêu thụ 8 lít. Sẵn cân cho anh chị coi mình thực tế luôn. Cân này tầm 7 kg thôi, đấy. Thấy không? Đó anh chị mình thấy nó hầu như nói đúng không? Máy này chỉ nó dọn dẹn 7 kg. Ok, giá 1.650.000. Nó có màu xanh và màu xám luôn. Nhưng mà màu xám này chắc nó đẹp hơn, màu xám nó đỡ dơ anh chị ha. Rồi, thêm một cái nữa, thằng nào cũng có bình bột tuyết đầy đủ nha anh chị. Thêm một cái nữa là anh chị mình thấy máy này là nặng nề hơn nè. Đó, máy này là CWR 2350C, máy này nặng hơn 8 kg nè anh chị mình thấy không? Công suất là 2350, nước tiêu thụ là 8 lít. Điều chỉnh áp lực từ nhỏ lên tới 153. Đó, dây xịt này cũng 10m. Đó như thế này. Phiên bản này thì nó không có chống giật ở đây. Phiên bản có chống giật nó sẽ mắc hơn. Ví dụ như hay cái 2350C này thì 1.650.000 bằng với con kia. Đó nhưng mà không có chống giật thì này nó nặng nề hơn, chất lượng hơn à. Còn anh chị muốn có chống giật thì thành 1.800.000 đó, nó có màu xanh màu xám có đầy đủ ha, có chống giật là 1.800.000, có chống giật nó không có chữ C ở đây nè đó, ok còn thôi, dứt này 1.650.000 cho anh chị luôn đó. Rồi cuối cùng là một cái ông thần trong làng, ông thần trong làng máy này anh chị mình thấy nè đó, ông thần trong làng máy này đó, anh chị mình coi cái cân nặng của nó đó, khoảng chừng 11.7 kg, 1 kg đó tầm vậy. Thì anh chị mình thấy cái mẫu này á, nó nói về công suất là 3000W. Model của nó là CWR 3001 Blade nha, mẫu này hầu như bán là chạy nhất đó, công suất nó đạt lên tới 3000, thì ở đây nó nói là 183, tức là anh chị mình điều chỉnh từ nhỏ tới lớn đây, đồng hồ đây đó, thì cái dây nguồn của nó thôi là đã 5m và có CV chống giật. Còn cái công tắc thì nào cũng vậy, có chức năng là chống nước rồi. Rồi cái mẫu này á, đặc biệt của nó là cái dây xịt của nó đó anh chị, chà bá lửa luôn, dài 12m, áp lực là từ nhỏ cho tới là 183. Nhưng mà đặc biệt nước tiêu thụ của con này hơi bị hao nha đó, tại vì nó mạnh mà anh chị, 14 lít một phút, thấy không, mấy kia có 8 lít nè, riêng anh này nhảy lên 14 lít một phút thì anh chị mình thấy với cái mức độ của con máy 3001 Blade mới có này thôi, nếu mà bỏ này lên nữa, tại em nói là lên 14 kg mấy, gần 15 kg luôn á, thấy không, nếu mà bỏ này lên ấy đó thì anh chị mình thấy trong này nè, dây hút nó có hai cần nối dài luôn nè, cần nối dài của nó nè, cần ngắn cần dài, đặc biệt nha, đặc biệt nha, anh chị mình thấy này gì không đó, lượt gác bên trên nè, bây giờ đế tông nó sẽ có lượt gác bên trên này hết á, à, nước máy cũng được được rồi, nước thủy cục cũng lượt được rồi, nó có thêm cái lượt bên dưới nữa nha anh chị, lượt góc bên dưới nữa nè đó, nào không có bình bọt tiết như vậy. Rồi súng nó là súng xịn nè đó, càng xịn thì chất lượng nó càng cao, dây chà bá 12m nè đó, 2.690.000, 2.690.000. Còn anh chị xài phiên bản 301 không có chữ Blade á, không có đầu đỏ này á, thì 2.650.000, trên lệch 40.000. Thì theo thiết nghĩ thì anh chị mình chơi này cũng được, ngon đúng không, siêu mạnh đó. Anh chị mình mùa Tết chuẩn bị tới rồi, anh chị có nhu cầu về sản phẩm máy rửa xe
bắt buộc phải xài, mùa mưa cũng xài, mùa nắng cũng xài, mùa nắng thì tạo xương đúng không, mùa mưa xịt xe nó dơ đó, còn không mưa không nắng thì mình xịt mấy con chó nó qua nhà nó ị đúng không đó. Nên là anh chị mình thấy mùa Tết nói chung là về đi tảo mộ đồ cũng ok anh chị ha. Rồi anh chị có nhu cầu thì liên hệ Hồng Duyên qua những số hotline bên trên, anh chị có ý kiến như thế nào có thể để lại comment bên dưới ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều, Hồng Duyên xin chào, bye bye.